chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại đường Võ Chí Công. Chào anh cơ khí Thanh Đạt nhé. Này nhắc nhở người ta anh. Đây trường hợp như nào mà nhắc nhở anh? Người ta kia người ta không có gì đâu mà người ta ở anh ra đấy. Sao không có lỗi gì mà anh cầm giấy tờ người ta thế? Giấy tờ tôi đang kiểm tra đó, xem có đủ hay không. Xem nhà đủ chưa, tham gia đủ giao thông đủ chưa? Chưa đâu mình mới đâu. À vâng. Tham gia đủ giao thông không mà. Không em ơi. Dạ. 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 Anh bảo gì? Người ta bảo ra giấy tờ nhà có đủ không? À vâng vâng. Cái công dân có được mang đi theo không? Công dân tử có được mang theo không? Vâng. Em thấy thắc mắc này, anh cầm giấy tờ người ta. Đâu, tôi hỏi xem giấy tờ này đấy người ta biên nhận công chứng ngân hàng. À, tôi hỏi xem là có được phép đi theo giao không? À, dạ, tôi vâng. Đi thoải mái mà. À vâng ạ. Anh cứ làm việc đi anh. Vâng, em xin phép được giám sát anh làm việc chút nhá. À, tổ công tác này chắc là đội cảnh sát giao thông số 2 công an thành phố Hà Nội. Hiện tại mình đang có mặt tại tuyến đường Võ Chí Công. À, còn cái chiếc xe đỏ vừa nãy các đồng chí đang kiểm tra giấy tờ và đang xử lý thì mình cũng có xuống và cán bộ cũng đã nhắc nhở và cho đi. Chào mọi người đang xem live stream tại fanpage của group giao thông toàn quốc. Mời mọi người tham gia group giao thông toàn quốc nhé. Không nhớ anh ạ? Dạ. Không nhớ anh ạ? À, em không ạ. Hả? Không không ạ. Không ạ. Hả? À, anh tên là gì? Đào. À, anh Đào à? Ừ. À. Thôi, nhớ đi. Dạ. Thôi, anh canh làm việc đi. À, anh Đào em mình nhớ rồi. Thôi, nhớ đi. Thôi, em giám sát canh làm việc tí, anh làm việc đi. Anh ơi, cho mỏi là các anh làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Anh làm từ 18 giờ đến 24 giờ ấy. 24 giờ à, vâng. Ở đây các anh thường xử lý cái lỗi vi phạm người dân vi phạm cái gì ạ? Anh cứ lên công việc anh dừng thôi. À vâng. Thì em thì cùng thứ nhất là cái video giám sát các anh làm việc, thứ hai là cùng tuyên truyền hướng dẫn cho người dân luôn. Cảm ơn em. Ở đây ai vi phạm cái gì để cho người ta sau người ta là tránh. Tất cả lúc giao thông mà mình lên cho anh. Vâng vâng. Vâng vâng. Để làm sao là các anh nó ấy công việc nó thuận lợi. Vâng. Và tiện thể em giám sát đây cũng có cái thành phần nào chống đối hoặc là cần sự hỗ trợ của em thì em sẽ hỗ trợ giúp đỡ anh luôn. Chào bếp mát.
anh đứng xa xa quay toàn cảnh cái chỗ các anh dừng xe xử lý. Đây hiện tại đang có 3 cán bộ ở đây. Đi xe công vụ là 29B100609 và 29B11112. Chào anh Đại Phúc ạ. Chào anh Vũ Đình Hải. Chào Hữu Vồ. Chào anh Nguyễn, chào Quách Ngọc Thanh, chào mọi người ạ. Rất vui mọi người xem livestream của em ạ. Hiện tại là mời mọi người tham gia group giao thông toàn quốc ạ. Mọi người tham gia group giao thông toàn quốc có vấn đề gì cần hỗ trợ về luật giao thông đường bộ, đội ngũ quản trị viên sẵn sàng hỗ trợ 24/24 ạ. Và mọi vấn đề mọi người tham gia nhé. Đây group ạ. Chào Linh Nhi nhá. Mình thì thấy các anh làm việc đêm hôm vất vả thì mình cũng có đang dành chút thời gian thì cũng có xuống đây để xem các anh có cần cái gì hỗ trợ thì mình sẽ hỗ trợ các anh luôn. Chào anh Nguyễn Văn Nguyễn nha. Anh ơi, hiện tại em đang có mặt ở đường Võ Chí Công ạ. Chào anh Duy Trần, rất vui chào anh Duy Trần. Chào anh Trung Bin. Chào bạn Anh Ánh, rồi mình sẽ gửi lời hỏi thăm của bạn đến các cán bộ cảnh sát giao thông số 2. Các anh bắt đầu không thấy xử lý vi phạm dừng xe là phân luồng nữa mà chỉ anh chuyển sang nghịch điện thoại rồi. Chào anh Hưng Thìn, chào Tiến Bảo nhá. Mời mọi người tham gia group giao thông toàn quốc ạ. Tham gia group giao thông có vấn đề gì thì mọi người là có thể là đăng bài lên hỏi đội ngũ quản trị viên và đăng bài lên nhóm để được hỗ trợ ạ. Chào anh Hà Bùi, cảm ơn anh. Chào anh Trần Thành. Mọi người có ghi nhận một điều là khi mà em đứng đây giám sát là người vi phạm ít hẳn đi không? Các đồng chí lại được thảnh thơi không? Chào anh Đăng Bắc, em đang ở trên đường Võ Chí Công ạ. Chào anh Vinh Hoàng, chào anh Phạm Kiên, chào anh Đình Doanh. Chào anh Phùng Hồng, chào Hoan Lê, chào Phùng Hồng ạ. Em thì cũng đang rảnh, nhà gần đây thì thấy các anh làm việc đêm hôm vất vả thì cũng có ra thứ nhất là giám sát, các anh làm việc thứ hai là cũng có đứng đây là hướng dẫn tuyên truyền người dân là làm sao cho nó đúng. Và thứ ba nữa là đứng đây là xem là hỗ trợ các cán bộ là có thành phần nào chống đối. Hay là cần người làm chứng thì em sẽ là người làm chứng luôn. Chào anh Hà Bùi, chào anh Thanh Nam Trần, chào anh Đăng Bắc. Em đứng đây thì các cán bộ nhàn ra đỡ vất vả. Chào anh Vinh Hoàng ạ. Mọi người đang xem livestream tại fanpage của group giao thông toàn quốc. Các cán bộ di chuyển. Anh ơi, lại có tai nạn này anh? À vâng, yêu trợ được cồn. Em tưởng có tai nạn đâu, hay là có cần em giúp đỡ gì không? Vâng, có cần em hỗ trợ gì không ạ? Em xe để kia em đi em hỗ trợ cùng. Nếu mà cần sự giúp đỡ của em thì em sẽ đi hỗ trợ các anh. Dạ. Nguy hiểm có, em đi ô tô cơ mà, đi xe máy. Vâng. Nếu mà các anh không thì lên xe ô tô em chở. Vâng, nghe anh. Ôi, chúc anh buổi tối vui vẻ. Các anh bảo đi hỗ trợ tổ công tác thổi nồng độ cồn.
Rồi. Này bắt đầu này vỉa hè này thông thoáng rồi. Thôi, chào mọi người nhá. Em xin kết thúc live tại đây. Các cán bộ này di chuyển rồi. Em cũng di chuyển đây. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhá.